Sau lượt trận hạ màn vòng bảng U19 Đông Nam Á vào ngày 10 tháng 7 vừa qua, Thái Lan và Việt Nam là hai đội bóng của bảng A đi thẳng vào vòng bán kết. Đáng nói, kết quả hòa một đều là kịch bản xấu nhất mà Indonesia, đồng thời cũng là đội chủ nhà, đã nhận định. Bởi lẽ với kết quả hòa chung cuộc một đều, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan có cùng 11 điểm như U19 Indonesia. Theo như quy định thì thành tích đối đầu giữa ba đội sẽ được xét đến. U19 Việt Nam hòa một đều trước U19 Thái Lan và hòa không đều trước U19 Indonesia. U19 Thái Lan hòa không đều U19 Indo và hòa một đều U19 Việt Nam. Như vậy, sẽ đối đầu ba bên, U19 Indo đã bị loại và chứng kiến U19 Việt Nam và Thái Lan vào bán kết. Ngay lập tức, dư luận và truyền thông nước này đã có những bài viết chỉ trích trận cầu giữa Việt Nam và Thái Lan là dàn xếp để đưa nhau vào bán kết. Thậm chí người hâm mộ nước này còn có những bình luận khiếm nhã, có những lời đe dọa khiến cảnh sát nước này phải thắt chặt an ninh trước thềm trận bán kết. Mọi việc còn đi xa hơn khi mới đây nhiều người hâm mộ đất nước này còn yêu cầu Liên đoàn bóng đá Indonesia rời khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF. Vậy hôm nay, hãy cùng biên tập viên Mai Anh Tài tìm hiểu vụ việc này xuất phát từ đâu và liệu phương án rời khỏi AFF của Indo có khả thi hay không. Trước khi bắt đầu video, anh em nhớ để lại một like và một subscribe channel biên tập viên Mai Anh Tài nhé, để chúng ta có thể hướng tới 100k sub nhanh nhất có thể nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì vào video thôi. Cụ thể thì vụ việc bắt đầu nổi lên sau trận hòa giữa Việt Nam và Thái Lan. Tờ Suara, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã cảm thấy thiệt thòi bởi kết quả hòa một đều nói trên, trong đó U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đều thể hiện tinh thần thi đấu thiếu fair play, đặc biệt là về cuối trận. Với kết quả như vậy, đội chủ nhà U19 Indonesia có cùng 11 điểm với Việt Nam và Thái Lan, vượt trội về mặt hiệu số. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong đã bị loại tức tưởi vì kém về thành tích đối đầu. Theo báo giới Indonesia, Liên đoàn bóng đá nước này có đặt câu hỏi về trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan vì cả hai đội đều được cho là không cố gắng hết sức để ghi thêm bàn. Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá nước này phát biểu như sau: "Chúng tôi sẽ thảo luận nội bộ vào ngày mai. Chúng tôi sẽ phát lại video trận đấu và phân tích nó với một số bên, bao gồm cả giám đốc kỹ thuật, trước khi xác nhận liệu chúng tôi có gửi đơn phản đối hay không. Chúng tôi không thể phán xét có chiêu trò hay không. Sau này thì Ủy ban kỷ luật AFF mới phân xử được. Điều rõ ràng là chúng tôi vô cùng thất vọng." Sau lượt trận cuối bảng A, huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng đã phản ứng về thể thức của giải, khiến U19 Indonesia gặp bất lợi và bị loại. Đây là lần thứ hai đội tuyển U19 Indonesia không thể vượt qua vòng bảng tại U19 Đông Nam Á sau kỳ của giải 2016. Thậm chí, huấn luyện viên trưởng của đội U19 Indo còn mạnh miệng phát biểu sau trận đấu là do Việt Nam và Thái Lan sợ nên họ mới phối hợp để loại đội bóng này ra ngay từ vòng bảng. Còn thực tế thì ai sợ ai, bản thân người hâm mộ chúng ta đã biết quá rõ. Cho đến lúc này thì danh tính 4 đội vào bán kết của U19 Đông Nam Á 2022 đã được xác định. U19 Indo dù đã có màn trình diễn rất ấn tượng ở giải đấu này nhưng vẫn bị loại vì kém Việt Nam và Thái Lan về thành tích đối đầu. Tuy nhiên, cơn tức giận của dư luận nước chủ nhà dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Có nhiều ý kiến trách AFF đã quá lạc hậu khi đổi luật từ tính hiệu số bàn thắng bại thành ưu tiên thành tích đối đầu ở giải U19 Đông Nam Á. Theo trang Suara.com, rất nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội đã bình luận các bài đăng của Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI đòi liên đoàn này rời khỏi bóng đá Đông Nam Á. Từ đó chúng ta lại có thêm một câu hỏi là liệu Indo có thể rời AFF như mong muốn của cư dân mạng hay không? Về cả lý thuyết thì việc Indo rời Đông Nam Á là điều hoàn toàn có thể xảy ra bởi vì AFF được thành lập vào năm 1984 tại Indonesia. Thực tế AFF không phải là một liên đoàn thành viên chính thức của FIFA mà chỉ là một thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Vì vậy không ngạc nhiên khi tất cả các sự kiện do AFF tổ chức như AFF Cup, AFF Cup UEFA cho đến AFF Cup U19 đều không được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của FIFA và chỉ được xem là các trận đấu giao hữu. Trong khi đó, vòng chung kết U20 châu Á và Asian Cup là các giải đấu chính thức được AFC tổ chức. Nói cách khác, sẽ không có vấn đề gì nếu Indo rời AFF và tập trung vào các sự kiện chính thức của FIFA dưới sự bảo trợ của AFC. Theo trang báo Suara.com của đất nước xứ vạn đảo cũng cho rằng việc các thành viên gia nhập hoặc rời một liên đoàn nào đó là điều không có gì mới mẻ trong thế giới bóng đá. Suara.com đưa ra dẫn chứng về việc Australia đã chọn tham gia AFF và AFC, còn Nga thì muốn rời Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA vì xung đột về chính trị và nghĩ đến việc gia nhập AFC do có vị trí địa lý gần châu Á. Tuy nhiên đó là câu chuyện của lý thuyết, còn thực tế là một phạm trù rất xa vời. Thử hỏi rằng với trình độ bóng đá của Indonesia hiện tại có thể nói là xếp sau Việt Nam và Thái Lan, đôi khi là không được đánh giá cao hơn Malaysia. Đông Nam Á được xem là vùng trũng của bóng đá mà Indonesia còn không thể khẳng định được tên tuổi và giá trị của mình, thì liệu còn chỗ nào để họ có thể chơi được?
Nếu chuyển sang khu vực Đông Á, thì thử thách của Indo còn tăng lên gấp nhiều lần, khi đây là nơi ngự trị của những ông kẹ Nhật Bản, Hàn Quốc và phần nào đó là Trung Quốc. Còn ở vùng Trung Đông thì Indo càng không có cơ hội để chơi bóng một cách đúng nghĩa, vì nếu sang đây, họ đơn giản chỉ là một đội bóng lót đường. Và vì thế, viễn cảnh sang UEFA hay các liên đoàn bóng đá châu lục khác càng bất khả thi hơn, vì trình độ chuyên môn của Indo và bóng đá ở những khu vực đó chênh lệch rất xa, và đặc biệt là khoảng cách địa lý cũng là một vấn đề cực kỳ nan giải. Có thể thấy những động thái gần đây của truyền thông Indonesia và người hâm mộ nước này gay gắt như vậy cũng là điều dễ hiểu. Vì trước khi bước vào giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Indo đã được đầu tư rất kỹ càng. Những người làm bóng đá nước này đã cho các học trò huấn luyện viên Shin Tae-yong hội quân sớm từ cách đây một năm, đầu tư rất nhiều tiền của để đưa U19 Indonesia sang châu Âu tập huấn, cọ sát dài ngày để nâng cao trình độ. Thậm chí huấn luyện viên Shin Tae-yong còn được tạo điều kiện giảm bớt khối lượng công việc tại đội tuyển quốc gia để chuyên tâm lo cho đội U19. Trên thực tế thì ông Shin đã được mời sang xứ vạn đảo làm việc và để nâng tầm đội U19, còn công việc tại đội tuyển quốc gia chỉ là phụ. Thậm chí Indonesia còn đứng ra đăng cai giải U19 Đông Nam Á 2022 nhằm giúp các cầu thủ có thêm cơ hội cọ sát, nhuần nhuyễn hơn về mặt chiến thuật. U19 Indonesia được chăm chút kỹ càng đến như vậy là bởi vào năm 2023, Indo sẽ là nước chủ nhà đăng cai của giải U20 thế giới, nên lứa cầu thủ U19 hiện tại cần được chuẩn bị kỹ về mặt tổ chức lẫn chuyên môn, để từ đó U19 Indonesia có thể chơi sòng phẳng ngay trên sân nhà ở giải đấu tầm cỡ thế giới diễn ra vào năm sau. Nhưng việc Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng của giải U19 Đông Nam Á 2022 chẳng khác nào một cú tát đau điếng, đánh thẳng vào niềm tự hào của người hâm mộ nước này. Một đội bóng năm sau đá giải U20 thế giới mà bị loại khỏi khu vực là điều khó chấp nhận. Ngay cả người hâm mộ nước này cũng phản ứng mạnh mẽ về cách tổ chức, chuyên môn của U19 Indonesia khi thi đấu không thành công ở giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà. Nhiều người phỏng đoán rằng U19 Indonesia không muốn rơi vào cảnh xấu hổ, nên sau khi vòng bảng U19 Đông Nam Á 2022 khép lại, họ mới có những phản ứng gay gắt như vậy. Trên thực tế, sự việc có lẽ không đi quá xa nếu huấn luyện viên Shin Tae-yong và liên đoàn bóng đá Indo không có những động thái như thêm dầu vào lửa khi liên tục có ý đồ đổ thừa cho Việt Nam và Thái Lan thiếu fair play. Huấn luyện viên người Hàn Quốc cho rằng hai đội đã vào bán kết của bảng A ngại gặp lại U19 Indonesia. Trong khi đó, lãnh đạo của PSSI còn lên tiếng rằng đội chủ nhà đã bị thiệt thòi, thậm chí còn khiếu nại lên ban tổ chức U19 Đông Nam Á 2022 và AFF. Nhưng U19 Indonesia trước hết phải tự trách mình khi chính họ đã không tự giải quyết được số phận trong hai trận đấu gặp Việt Nam và Thái Lan đều hòa không đều, và lịch thi đấu cũng do chính chủ nhà ấn định. Điều lệ giải đã quy định từ đầu nên U19 Indonesia cần tôn trọng luật chơi. Nếu không bằng lòng với luật đối đầu thì nên có ý kiến trước, chứ không phải đợi xảy ra chuyện mới phản ứng một cách thiếu fair play như vậy. Và đó là tất cả những gì có trong video clip ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại một like và một subscribe channel Bình Luận Viên Mai Anh Tài nha. Và các bạn có ý kiến gì về vấn đề này có thể comment ở bên dưới để chúng ta cùng bàn luận nha. Và đừng quên bật chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.